Ok, xin chào tất cả các bác nhé. Và trước mặt các bác đây đang có hai con đẩy lắc Aquatic hàng hàng xịn các bác nhé. Đây, thương hiệu lắc là của USA. Con này hai con đẩy bãi này hoạt động bình thường, đang sử dụng đánh đám cưới bình thường và em không có nhu cầu sử dụng nữa. Bán toàn bộ karaoke gia đình thôi thì là sẽ thanh lý lại cho các bác sự kiện. Con này 1.200W một kênh ở 8 ôm các bác nhé. Mạch linh kiện của nó rất đầy đủ, ba nguồn luôn. Ba nguồn luôn các bác nhé, nhiều con công suất cực kỳ lớn nhưng mà chỉ hai nguồn thôi, con này làm thêm cả nguồn phụ nữa, ba nguồn cực kỳ khỏe. Con đắt đê thì các bác không đếm xò các bác nhé, các bác nhìn trên màn hình đây thì nó cái linh kiện của nó rất là đầy đủ các bác nhé, nó nan như tận trên này. Đấy, rất là chất lượng. Để cho các bác 4.200.000 các bác về các bác sử dụng chơi và bảo hành cho các bác là một tuần các bác nhé, bảo hành cho bác một tuần, về bao test cho bác một tuần, không hỏng hóc lỗi lầm gì thì trả lại em. Ok, cảm ơn tất cả các bác.